Mày đi còn xe đây này, phá nốt đi. Chấm 2 nè. Muốn giải cái bọn mày ghê. Thế vừa nhìn ra dối rồi anh em ạ. Chỉ có cá nữa. Đó. Mày ra nước là cá, ra xa xa là sẽ gặp cá heo đấy. Nó nhảy trên thì đẹp. Cục cức cơ. Hôm qua tao vừa dẫn Linh Hồng Đàm ra xem luôn. Đẹp vãi đấy. Cả video nữa. Đây này, lúc xong rồi ra ngoài biển là lên thuyền đi này. Mình cầm đua luôn anh em. Hai cái súng gì luôn, bắn cho nó chất. Bắn hết đạn đổi cái khác bắn. Quá trời đạn luôn rồi. Trời, má giáp ba luôn anh em. Quá đã. Quá trời đồ. Thoái cá đâu ta. Mày cần gì không đây đi. Hả? Tao nói hết cá gì đâu mày. Mày ra ngoài đảo này. Rồi lặn xuống nước thấy không? Thấy không mày? Nó còn cái mày mày. What the hell? Đúng quá lừa tao. Má. Má tao lừa Linh Hồng Đàm má rồi đâu có ra đâu. Má làm tao má định cho anh em coi bán gì đó sáng tạo lắm. Chắc mày đi bị cặp quê anh em ạ. Đổi mấy rồi. Ra có một cá. Mày đi ơi, đối à. Ra có một cá là cái gì đâu. Ôi trời ơi. Cái này tí được kể đi làm. Muốn giải cái bọn mày ghê. Mày đi còn xe đây này, phá nốt đi. Chấm 2 nè. Muốn giải cái bọn mày ghê. Thế vừa nhìn ra dối rồi anh em ạ. Vừa đi ơi. Vừa đi à. Lấy con cá vừa đi cho cô đi này vừa đi ơi. Thì nhìn khóc rồi sao á. Vừa đi ơi, đừng khóc vừa đi em. Vừa đi đang chống cầm thì rít 1-3. Này đi bo này mày. Và bo tốc 1 này đi mày. Trận đầu ta gánh tốc 1 còn gì nữa. Này thì đéo có xe bằng nhận. Có xe này. Có súng tích kìa, tao bắn cái con bò đấy.
kia đấy cá là đẹp cực rồi. What the hell? Muốn giải được cái bọn mày ghê. Bên kia đây có cá này mày ơi. Qua đây nè. Bên kia máu rồi, bên kia máu rồi các bạn. Hết máu chưa? Tao là tán cái phết nữa cơ. Ui, lại thêm phết nữa. Còn rồi xong đi Asa về đây rồi. Cái tội cũng đưa ta đi này, nó chưa sớm chưa? Cả báo đến sớm vậy rồi. Thôi, ra làm chuyện mới đi. Mới đi ơi. Đi bắt cá mày ơi, đi cá. Đi mẹ nhà mày, mày cút mẹ mày đi xuống đây. Sang nhà, sang nhà.